Những tàu cá được đóng mới. Mỗi chiếc tàu như thế này, số vốn ngư dân bỏ ra ít thì 1 tỷ, nhiều thì đến 1 tỷ rưỡi đồng. Nhiều tháng qua, những gia đình ngư dân này đã ngược xuôi góp vốn mới đủ tiền đóng tàu. Lẽ đương nhiên, ai cũng mong muốn vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67. Thế nhưng... cũng ít người vay được. Cũng nói chung là cái nhất mà ngư đường làm biển bây giờ thì làm sao mà có một cái lãi ra mà mình trả theo cái chính sách của nhà nước được. Mấu chốt ở chỗ, mỗi dự án vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 có số vốn gần 10 tỷ đồng. Kéo theo vốn đối ứng cũng không hề ít. Một là ngư dân không có đủ vốn đối ứng. Và hai là khi vay với số tiền lớn, ngư dân băn khoăn liệu có đủ khả năng trả nợ. Nhưng mà nó bỏ tiền ra mà đỡ dây nhà nước, bỏ đối ứng rồi dây tiền của nhà nước thì dân ở đây thì chưa có làm cái chuyện đấy. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, tâm lý e ngại là nguyên nhân chính khiến cho tiến độ triển khai Nghị định 67 ở tỉnh này khá chậm. Thậm chí năm ngoái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt cho vay vốn đóng mới 15 tàu, nhưng sau đó chỉ có 2 tàu thực hiện. Nhiều trường hợp rút lại hồ sơ vay vốn. Chủ phương tiện này từ trước đến giờ là cái năng lực tài chính nói chung là cũng không có đảm bảo theo cái tinh thần Nghị định 67. Cái thứ hai thì cái phương án mà đánh bắt thì sau khi lập cái phương án rồi thấy cái phương án không có khả thi. Đến nay tỉnh Phú Yên đã có 12 trường hợp được phê duyệt vay vốn đóng mới tàu cá với tổng vốn hơn 118 tỷ đồng. Con số này là rất thấp so với chỉ tiêu phân bổ của Trung ương là 190 tàu khai thác xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá. Tháng 11 năm ngoái, Nghị định 67 được điều chỉnh bổ sung bằng Nghị định 89, trong đó điều chỉnh thời gian vay vốn từ 11 năm lên 16 năm, nghĩa là áp lực trả nợ giảm đi đáng kể. Nhưng tâm lý e ngại vay vốn vẫn chưa thể chấm dứt.